Xin chào chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài nhảy tình yêu anh dành cho em. Bài này gồm 60 bước, mình sẽ chia thành 5 tổ hợp. Và tổ đầu là 16 bước. Bây giờ các bạn tập cùng mình nhé. Mình bắt đầu chân trái 3 bước đi bộ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó mình nhấc chân phải lên và mình sẽ lại bước 3 bước đi bộ và đi từ từ về bên trái. 1 2 3 4 5 6 7 8. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sang cái tổ hợp hai, mình sẽ có ba bước đi bộ, bắt đầu chân trái và đi từ từ đi lên. Một, hai, ba, mình sẽ tiến hành bước 6 bước tiếp theo. Đan 1 2 3 4 5 6. Chân trái và 4 bước lùi sau. 1 2 3. Sau đó mình sẽ lùi sau 4 bước. 1 2 3 4. Mình sẽ bắt đầu chân trái 3 bước đi bộ nha. 1 2 3 và mình sẽ bước lùi sẽ bắt đầu. 1 2 3 4. Tới đây mình sẽ tiếp nối tổ là 4. Tổ 4 gồm 16 bước, mình sẽ bắt đầu chân phải. 3 bước đi bộ. 1 2 sang bước thứ 3 là mình đang chéo này. 3 đó. 3 4 5 6 7 8. Và khi mình 8 bước tiếp theo, mình sẽ bắt đầu đưa chân trái 3 bước đi bộ, 2 bước đi bộ và bước thứ 3 mình sẽ lắp chân sang bên tay cánh phải nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ bắt đầu chân phải này. Cái tổ hợp 4 là mình bắt đầu chân phải nhé.
một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Và khi trở về bên cánh phải, mình sẽ bắt đầu chân trái nhấc lên, bước ba bước đi bộ và đến bước hai bước đi bộ và bước thứ ba mình bắt đầu tiến hành nhấc chân lên nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bây giờ sao? Kết nối đến tổ hợp năm, mình sẽ có 12 bước. Thì chân phải bây giờ mình sẽ bắt đầu nhấc lên, nhấc xong đổi bên chân phải vậy nhé. Mình sẽ bắt đầu này, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sau đó 4 bước mình sẽ bắt đầu chân phải, một, hai, ba. Đến bước thứ tư mình bắt đầu xoay, mình đưa kéo chân về, chân phải mình kéo về, mình làm trụ và bắt đầu chân trái mình nhấc lên, mình xoay. Mình sẽ làm lại tổng hợp 5 nha. Tổng hợp 5 mình sẽ bắt đầu chân chân phải này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó mình sẽ bắt đầu chân phải đưa lên. 1 2 3 4. Bây giờ mình sẽ bước lại toàn bộ bài cho các bạn dễ quan sát nha. Bắt đầu chân trái. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Và mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. 1 2 3. Bây giờ mình sẽ bước lại một lần nữa nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7.
Hello, mình đã hoàn thành xong 60 bước của bài Tình yêu anh dành cho em. Chúc các bạn thành công và chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn video lần sau. Xin chào.